Dạ, con thưa sư, con xin chuyển sang phần hỏi pháp chính pháp. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả trên Zoom ạ. Lúc con hành thiền, con cảm giác đầu mình to ra và mắt cũng tự mở. Con không biết liệu mình có hành thiền đúng pháp không ạ? Khi mở, mình cứ theo hơi thở đi vào bên trong người. Nếu mình để tâm nó chú vào trong đầu nhiều quá, nó nan lên trên đầu nhiều quá, nó bắt vào những cái phong đại trên thân, thì tự nhiên mình thấy nó phồng cái thân lên. Mình để trên đầu nhiều quá cho nên mình thấy cái đầu nó phồng lên thôi, chẳng qua nó bắt vào cái tính phong đại. Thì mình cảm giác nó như thế, thì mình để tâm nó nhẹ nhàng lại một chút, chú tâm vào một cái điểm nhỏ ở trước cửa mũi và để cách cái da ra một chút xíu, thì nó sẽ hết cái hiện tượng đấy đi. Là do mình hướng tâm vào trong cái đầu nhiều quá nên nó sinh ra hiện tượng đấy thôi. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử ạ. Khi con tu tâm ngồi thiền mà đeo lanh hổ thì tâm ngã mạn có khởi lên không ạ? Đeo lanh hổ. Răng ạ. Răng, răng. Đeo răng hổ. Đeo để làm gì chứ? Tốt nhất vứt bỏ đi, vì cái đấy nó chỉ là cái đồ trang sức. Đeo răng con hổ để làm cái gì? Nó mang tính hơi mê tín một chút. Tốt nhất là vứt đi, không nên dùng cái đấy làm gì. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hùng Nguyễn. Người tại gia có được chỉ lỗi người xuất gia không ạ? Người tại gia chỉ lỗi người xuất gia thì chỉ lỗi nó có những cái tích cực, có những cái mặt tiêu cực. Như là một cái người đấy vì lợi ích, vì hạnh phúc cho một cái người khác, và mình có thể chỉ lỗi cho người đó để người đó ngăn ngừa. Đôi khi có những người xuất gia quá, có những cái lỗi nó quá là thô thiệt, nó quá là xấu xí và khiến cho người ta không chấp nhận được, cho nên người ta phải nói. Vậy cho nên là có những cái mà chỉ trích, cái đáng chỉ trích, tán thán cái đáng tán thán thì tốt. Còn mình lại chỉ trích cái đáng tán thán mà lại tán thán cái đáng chỉ trích thì lại là một cái sự nguy hiểm. Thì nếu như một cái người xuất gia sống quá buông lung, quá phóng dật, quá phóng túng, quá là bất thiện, thì người tại gia được phép chỉ lỗi, được phép chỉ trích cái người xuất gia đó. Nhưng có những người chỉ trích chỉ lỗi là vì cái sự soi mói, là vì cái tâm bất thiện. Đôi khi cái lỗi nó không phải là lỗi, mà cái vị đó lại cứ cố tình áp đặt đó là lỗi để chỉ trích. Như là rất nhiều người trên đời người ta không có thiện cảm đối với Phật Pháp Tăng, thì người ta chỉ trích cả Phật, chỉ trích Pháp, chỉ trích Tăng, thì cái đấy là một cái sự bất thiện lớn. Thì mà để mà có được trí tuệ mà chỉ lỗi cho người khác cũng là cả một vấn đề. Những cái người đấy phải biết rằng cái vị xuất gia đấy thực hành cái pháp đấy là đúng với lời Phật hay sai với lời Phật. Vậy cái người chỉ trích đấy thì phải biết rõ được cái người đấy đang làm đúng hay làm sai đối với cái giáo pháp của Đức Phật. Vậy thì cái người mà để chỉ trích được người khác thì cái người đấy phải là một người rất là cao siêu, một cái người rất là có trí tuệ rất là thâm sâu, có cái trí tuệ rất là uyên bác, có cái trí phân biệt đúng sai phải trái, chánh tà rất là cao, thì mới có thể chỉ được cái lỗi cho người khác. Còn nếu như cái trí tuệ của mình không đến đâu, mình đấy sai cho là đúng, đấy đúng cho là sai, chỉ nhiên xiên thì nó chỉ tạo thêm ác nghiệp. Cho nên là có những cái được phép chỉ trích, nhưng mà phải thận trọng trong cái sự chỉ cho. Có những cái được phép chỉ lỗi, nhưng phải thận trọng trong cái sự chỉ lỗi ấy, không phải là tùy tiện được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả
Phạm Ngọc Tuấn. Con có thể hành thiền chỉ và thiền quán song song được không ạ? Ví dụ, như sáng sớm con hành thiền chỉ, buổi trưa con hành thiền quán. Như vậy có tiến bộ được không ạ? Như vậy thì không tiến bộ lắm. Không, nó chỉ tạo ra được những cái tâm thiện dục giới. Những cái định đấy nó sẽ không tiến bộ nhiều được. Nhưng phải hành thiền định mà thiền chỉ mà phải có kết quả của thiền chỉ rồi. Như là khi mà thực hành thiền hơi thở rồi mình đắc được sơ thiền, nhị thiền rồi thì lúc đấy có thể hành chỉ quán song tu được. Và lúc đấy khi mà cứ hành nhập vào thiền định thời 10, 20, 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng sau đó mới xuất ra khỏi cái thiền định ấy và bắt đầu thực hành thiền quán. Thì đấy mới là chỉ quán song tu. Chứ không phải là bây giờ đang tập chánh niệm tỉnh giác chỉ chưa đạt chỉ mà đã chuyển sang quán thì không thành tựu được cả chỉ mà cũng không thành tựu được cả quán nếu như mình chưa có thực hành cho nó trọn vẹn một cái nào. Thì cái chỉ quán đấy nó chỉ là tưởng tượng chứ nó không phải là chỉ mà nó không phải là quán được. Nên là phải hành một cái nào đó cho nó có thành tựu sau đó thì mới thực hành song tu như vậy được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả trên Zoom ạ. Con ngồi thiền không nhất tâm, tâm loạn và tức ngực. Con xin sư từ bi chỉ dạy cho con ạ. Đó là do chú tâm căng quá, chăm chú quá. Nhiều khi mình ngồi nhìn chằm chằm vào hơi thở, chú tâm liên tục mà lại không có cái sự quân bình. Đó là chăm chú mà lại không biết để cho cái sự khinh an, cái sự tự nhiên, thanh thản, thoải mái. Mà lúc nào cũng chăm chú liên tục, tinh tấn liên tục. Thì nó sinh ra cái hiện tượng căng thẳng đấy. Biết bình thản lại một chút, biết thư thái lại một chút, nhẹ nhàng một chút, thản nhiên một chút. Thì nó sẽ giữ được cái sự nhẹ nhàng, an vui. Nhưng ngồi thiền mà mình càng cảm thấy nó có cái sự khinh an, cảm thấy nó an lạc, cảm thấy nó hoan hỉ thì mới đúng. Còn nó tức ngực như vậy là do mình đã chú tâm quá mạnh, quá căng. Cần phải giảm bớt cái chú tâm đi là được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Khang Hữu ạ. Con bị rối loạn lo âu và trầm cảm, có dấu hiệu giảm sự tập trung chú ý, suy giảm trí nhớ, sự tiếp thu và tư duy bị chậm khi mới 30 tuổi, thì có thể thực hành thiền định với mục đích tăng khả năng tập trung và cải thiện khả năng tiếp thu, học hỏi và ghi nhớ có được không ạ? Cái này nếu một cái người tu nhưng mình phải có cái mục đích, phải có cái sự am hiểu, phải có cái niềm tin thì cái sự thực hành đấy nó mới thành tích. Những cái sinh ra những cái tâm lý nó bất thường, nó có thể nó dẫn do cái lối sống của mình nó có một cái gì đó nó thái quá, như mình mong cầu một cái điều gì đó thái quá mà nó không đạt được, hay mình bị mất đi một cái gì đó mà mình cho là nó quá là quan trọng, hay là mình luôn luôn gặp những cái điều trái ý nghịch lòng. Đấy là cái nguyên nhân khiến cho cái tâm lý của mình nó trở nên bị rối loạn. Thì cái quan trọng nhất vẫn là mình có thể buông bỏ, buông xả, thản nhiên chấp nhận được mọi thứ trên đời. Phải thay đổi được cái tâm lý, rồi sau đó cái tâm, cái trí tuệ nó tỉnh táo sáng suốt ra thì hành thiền nó mới tốt. Phải chấp nhận là có những cái mình mong cầu nó cũng không đạt được. Đó là cái lẽ đương nhiên, không phải cái gì muốn được, hay là có cả những cái trái ý nghịch lòng đôi khi mình gặp, mình cũng phải chấp nhận thản nhiên, chứ không phải là lúc nào mình mong muốn mọi người, mọi thứ trên đời phải chiều theo, thuận theo ý muốn của mình. Phải buông xả cái cả những cái mà mình yêu quý, mình đôi khi mình phải chấp nhận cả những cái mà mình không muốn, mình cũng vẫn phải tiếp xúc, mình vẫn phải sống chung với cả những cái điều mà mình không muốn như vậy. Có được cái sự nhận thức đúng rồi,
biết được là mọi sự tốt xấu trên đời do mình tạo ra, do những cái tâm tốt xấu của mình nó tạo ra rồi, lúc đấy mới tu tâm với cái mục đích là để dứt trừ những cái tâm bất thiện, những cái phiền não tham sân si. Vì những cái tâm bất thiện, phiền não tham sân si đấy mới là cội gốc của những cái điều khổ đau mà mình đang gặp phải. Mình thay đổi từ cái gốc rễ ấy, đó là mình tu tập để hướng đến diệt trừ những cái cấu uế phiền não như vậy. Nếu như mình có nhận thức như vậy, có mục đích như vậy mà thực hành thì nó sẽ có sự tiến bộ từng ngày và nó sẽ thay đổi được những tâm lý ý thức của mình từng ngày. Còn nếu như mà mình chỉ có nghĩ rằng là vì mình đang gặp những cái chuyện khổ này, bây giờ mong sao mình tu theo pháp của Phật này để mình nhanh chóng phục hồi lại được cái sự nanh nợ, phục hồi lại được cái trí tuệ thông thái để mình tiếp tục đạt được những cái mình đang khao khát, mong muốn, ước nguyện, mong cầu, để mình đạt được những cái tham vọng nhiều hơn, đạt được những cái sân hận, tham lam gì mà mình đã đặt ra, những kế hoạch, những cái âm mưu, những cái sự ấp ủ gì mình sẽ đạt được nhiều hơn nữa. Thì hành mà với một cái tham vọng nó ấp ủ như vậy thì mình càng loạn thêm, mình sẽ vì nó không đúng mục đích, không đúng cái khuynh hướng như vậy thì thực hành nó chỉ nó lại tăng thêm. Vậy nên có những người đang bị những cái bệnh về tâm lý như vậy, hành thiền nó lại còn tăng thêm. Nhưng cũng có người bị cái bệnh đấy mà thực hành đúng thì nó sẽ diệt trừ được cái bệnh đấy và nó sẽ cái sự tu tập nó vẫn tiến bộ được. Vậy thì cái này nó còn tùy từng người. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Ngọc trên YouTube ạ. Kính bạch sư, nếu như người đó sinh ra lành lặn nhưng lúc lên 3 tuổi bị sốt bại liệt, lên bị tật một chân, vậy có rút ra được không ạ? Tật một chân. Với cái người đi xuất gia thì vẫn phải tính từ cái thời điểm xuất gia. Nếu như cái vị đấy trong lúc đấy mà bị mù, bị điếc, bị ngọng, bị câm hay là bị các cái căn nó thiếu khuyết, hay là muốn nói đến 6 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân hoặc ý, hay là cái người đấy bị tinh thần nó không được bình thường thì sẽ không nhận vào xuất gia. Nhận xuất gia thì nó còn có nhiều cái nguyên nhân. Nhưng cái người đó chỉ áp dụng tu tập theo giáo pháp của Đức Phật thôi thì nó rất là dễ. Dù người đó là tại gia hay xuất gia đều có thể áp dụng giáo pháp để tu ở trong nội tâm như nhau được. Nhưng khi mà trở thành một người xuất gia, vị ấy phải có những cái bổn phận của người xuất gia, phải có những cái phận sự cần phải hoàn thành của người xuất gia. Vị ấy đi xuất gia rồi, vị ấy có thể sống cái đời sống độc cư được không? Có thể sống cái đời sống viễn ni, xa lánh thế gian được không? Vị ấy có thể đi khất thực được không? Vị ấy có thể học được giáo pháp không? Vị ấy có thể giữ giới không? Vị ấy có thể thực hành thiền được không? Vị ấy có thể tự chủ trong mọi sinh hoạt được không? Người xuất gia thì đâu có thể sống dựa dẫm vào người khác được. Vậy thì còn tùy theo cái người đấy. Ở cái khi mà có cái bệnh đấy, nhưng mà nó ở cái mức độ như thế nào, và khi mình tìm hiểu, mình cần phải tìm hiểu cái sinh hoạt, cái đời sống người xuất gia, rồi sau đó mình xem là mình có thể hoàn thành được tất cả những cái phận sự của người xuất gia như vậy hay không. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử ạ. Con hành thiền theo dõi hơi thở ở cánh mũi thì lúc sáng, lúc tối. Con thử quan sát hơi thở ở dưới rốn thì lại thấy sáng rực. Vậy con nên theo phương pháp nào ạ? Khi mà chú tâm ở trên hơi thở thì nó sẽ có ánh sáng. Khi đấy mình đưa tâm đến đâu nó cũng sáng à? Đưa tâm lên trên đầu nó cũng sáng, đưa tâm xuống chân nó cũng sáng, đưa tâm xuống bụng, đưa tâm ra lưng nó cũng sáng mà. Đưa tâm đến đâu nó cũng sáng.
nhưng mà mình để tâm ở trên mũi, do mình chú tâm vào một điểm nhỏ thì mình thấy cái ánh sáng nó nhỏ, mình đưa tâm đến một cái vị trí khác, mình mở rộng cái tâm ra, mình thấy cái mảng sáng nó lớn hơn, rồi mình tưởng nó là lớn nhưng thực ra thì nó chẳng có tác dụng gì. Khi mà để tâm đến một cái chỗ nào đấy thì mình phải biết cái phương pháp thực hành cái pháp thiền đấy là sao cơ. Còn nếu như là mình chú tâm, mình đang phát triển thiền hơi thở, muốn phát triển thiền hơi thở cho nó đạt được cái định tĩnh thâm sâu viên mãn, thì mình phải chú tâm ở trên hơi thở. Cái đấy nó chỉ là cái ánh sáng do tâm sinh. Còn mình chú tâm trên hơi thở thì nó mới xuất hiện cái ánh sáng do cái hơi thở sinh, gọi là cái nimitta. Rồi mình phải định tĩnh nhất tâm trên cái nimitta, cái tự tướng ấy, thì nó mới vào được an chỉ định, mới vào được tầng thiền. Còn mình dẫn cái ánh sáng đi chỗ nọ chỗ kia, nó vẫn sáng nhưng nó không phát triển được định, nó không có tăng trưởng được định. Nếu như mình không thực hành đúng phương pháp thì một thời gian sau cái định đấy nó cứ yếu đi và mình không thể phát triển thêm được cái gì nữa. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tịnh Tâm. Khi hành thiền, con ngồi một khoảng thời gian từ 5 đến 10 phút thì thấy một số hạt cát li ti có rồi mất tiếp nối nhau. Dạ, đó có phải là Kalapa không ạ? Có lúc hành thiền, con thấy phía ngay đầu mũi có một chút ánh sáng như hừng đông nhưng màu trắng. Dạ, xin sư cho con hỏi hiện tượng đó là gì ạ? Cái đấy nó không phải là Kalapa, mà cái đấy nó chỉ là cái sự chuẩn bị nó sinh khởi nên một cái tướng thôi, là chuẩn bị tướng, cái tướng của những cái hạt khói nó bay bay, nó chuẩn bị có cái định, có cái ánh sáng. Nhưng mà cái đấy nó không phải là những hạt Kalapa. Những hạt Kalapa chỉ khi nào mình phân tích được tứ đại ở trên cái thân này, trên cái sắc thân này. Phân tích ra được cái hạt đấy nó có đất nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng chất ở trong đấy, thì chỉ có khi nào chứng đắc được thiền tứ đại mới phân tích ra được. Còn nhìn thấy những cái ánh sáng nó còn yếu, nó ni ti, nó mới xuất hiện ở trong cái hơi thở đấy, tức là mình mới chỉ là thấy được một cái màu của cái hơi thở, một chút cái định tướng nó sinh khởi nên và nó chưa có ý nghĩa gì cả, chưa phát triển được cái định gì cả. Và đấy không phải là hạt sắc. Nên là mà nhận như vậy là nó rất dễ sinh ra những cái sai lầm, nó sinh ra những cái tà kiến, nó sinh ra những cái ảo tưởng. Đấy, nên là mình không được hiểu sai như vậy. Và cứ phải tiếp tục quan sát hơi thở để cho cái định tướng ấy nó sáng lên, để mình phát triển cái định nó mạnh lên. Thì sau này thực hành thiền tứ đại, chứng đắc được thiền tứ đại rồi, mình mới có thể thấy được những cái hạt Kalapa ở trên thân này được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Huệ trên Zoom ạ. Những ngày bát quan trai giới, con rất muốn thọ trì bát quan trai, nhưng do vấn đề sức khỏe và phải nuôi con bằng sữa mẹ nên phải ăn phi thời, như vậy là phạm giới. Vậy con phải làm sao cho đúng ạ? Nếu mình không có cái điều kiện để thực hành giới một cách viên mãn thì có thể giữ 5 giới thôi, không nhất thiết phải giữ 8 giới. Giữ 8 giới thì hôm đấy mình phải sống cái hạnh như một người xuất gia. Nếu như có con nhỏ, mình phải nhờ người khác chăm sóc trong một ngày một đêm. Hôm đấy mình phải rời xa được tất cả những cái phận sự của một cái người bình thường. Cái hôm đấy mình phải nếu như có đủ cái điều kiện để thực hành pháp giống như là một bậc thánh nhân thì mới có thể thành tựu được bát quan trai giới. Còn nếu như mà mình vẫn còn phải làm những phận sự của một cái người phàm nhân tầm thường thì hôm đấy mình không thành tựu bát quan trai giới được. Thì mình giữ được đến đâu thì giữ, mình có thể giữ 5 giới cho nó trọn vẹn đã là tốt lắm rồi. Còn nếu có thời gian thì mình nghe pháp, lễ Phật, tụng kinh, ngồi thiền, giữ chánh niệm tỉnh giác trong mọi cái sinh hoạt hàng ngày là được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Trúc. Có ý kiến cho rằng một người tu tập
giải tâm từ đến vô lượng chúng sanh mà tâm vị ấy vẫn còn tham sân, thì việc giải tâm từ ấy chỉ là ảo tưởng, vọng tưởng mà thôi. Vậy thì một người còn tham sân si nhiều thì có nên tu tập giải tâm từ không ạ? Một cái người có tâm sân mà giải tâm từ nhiều thì tâm sân đấy dần dần nó bớt đi. Nó bớt bớt dần dần bớt dần. Rồi cái tâm từ nó lúc đầu thì nó yếu nhưng dần dần nó sẽ tăng lên. Giống như là có một cái vết nhơ gì đó ở trên cơ thể mình gột rửa, mình dùng nước để mình gột rửa thì nó sẽ hết. Như vậy bất cứ ở đâu nó có cái một cái người mà có bệnh, có những cái ung nhọt gì đấy cần phải điều trị đúng cái thuốc đấy, thì cái bệnh đấy nó nặng đến đâu thì nhờ uống thuốc thì nó cũng sẽ khỏi được. Người bệnh nhẹ thì người ta uống cái thuốc liều nhẹ thì nó trong thời gian ngắn là nó khỏi bệnh. Người bệnh nặng thì phải uống thuốc trong thời gian dài hơn. Như vậy cái người tâm sân ít thì người ta hành thiền một thời gian ngắn là cái thiền tâm từ nó thành tựu. Người tâm sân nó nhiều thì cũng phải hành thiền tâm từ nhưng mà nó mất thời gian hơn, phải có thời gian dài hơn thì cái tâm sân đấy nó mới lắng xuống, thì cái tâm từ nó mới sinh khởi lên. Vậy cái người càng có tâm sân càng phải hành thiền tâm từ, vì chỉ có thiền tâm từ nó mới là cái thuốc để chữa trị được cái tâm sân một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Dương Thị Minh Trang Trinh Dung ạ. Dạ kính thưa sư, con thường bị lổi sân khi chạy xe trên đường vì có nhiều người chạy xe rất ẩu, không đúng luật giao thông, có thể gây nguy hiểm cho người khác. Con kính mong sư chỉ dạy trong trường hợp này con làm thế nào để tâm mình không nổi sân ạ? Trong trường hợp này thì vừa chạy xe vừa rải tâm từ đến mọi người. Đừng bận tâm đến người ta chạy ẩu hay chạy tốt, mặc kệ người ta, để mình chỉ hướng đến mọi người và cầu mong này, cầu mong cho những người đang chạy ẩu này thoát khỏi hiểm nguy. Cầu mong cho họ thoát hiểm nguy, cầu mong cho họ không gặp tai nạn và nguy hiểm gì. Như thế là tâm từ. Chứ thì cái soi mói, cái trách móc, cái sân hận đấy nó sẽ hết đi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Sơn Nguyễn. Khi con đang ăn chú hơi thở thì da ở vùng quanh mũi bị căng, mặc dù con đã phớt lờ cảm thọ của tứ đại và con cũng đưa sự hay biết ra xa một chút để không bị dính vào cảm thọ. Dù áp dụng hai cách trên thì da vùng quanh mũi vẫn bị căng. Con xin sư từ bi chỉ dạy cho con cách để vượt qua. Tại vì lúc đấy là do mình khởi lên cái ý chí mạnh quá, khởi lên cái mong ước muốn mạnh quá. Tức là nghĩ rằng cái việc chú tâm này nó quan trọng, tự mình quan trọng hóa vấn đề lên. Trước khi ngồi thiền mình luôn luôn nghĩ là hôm nay ta phải cố gắng nỗ lực để cho tâm nó được định tĩnh, được nhất tâm. Khi mình khởi lên cái suy nghĩ như vậy là nó bị căng sẵn rồi, cho nên là lúc ngồi thiền mình hơi để tâm vào là đã thấy nó căng thẳng. Vậy thì mình phải thản nhiên ngay cả trước khi ngồi thiền, trong khi ngồi thiền và sau khi ngồi thiền, phải giữ được cái tâm lý nó thư thái, thảnh thơi, nó tự nhiên, tự tại một tí, coi việc hành thiền như mọi cái sinh hoạt bình thường khác. Nên là khi mà mình làm một cái việc gì đó nó còn mới nặng và mình quá nhiệt tình, quá nhiệt tâm, quá hăng hái, cho nên là mình sẽ cảm thấy nó căng như vậy. Còn khi mình làm đi làm lại nhiều lần rồi, lúc đấy mình cảm thấy nó bình thường rồi, thì nó lại trở nên là thản nhiên ra. Có thể là do mình tập thiền mình còn quá, với cái tâm lý nó còn hào hứng quá nên nó thế. Và cứ tập một thời gian rồi mình cảm thấy việc hành thiền giống như một cái sinh hoạt thông thường khác trong cuộc sống hàng ngày, thì cái tâm lý nó bớt hào hứng đi thì nó sẽ giữ được cái sự thư thái, thảnh thơi, tự nhiên, tự tại. Lúc đấy nó sẽ bớt cái căng thẳng đấy đi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Đức Mạnh trên Zoom ạ. Một vị xuất gia không đúng với giới luật, không tu tập theo pháp môn mà Đức Phật truyền dạy, và một vị cư sĩ tu tập đúng theo giới định tuệ, thì người nào thù thắng hơn ạ?
đương nhiên là cái người nào thực hành theo giới định tuệ sẽ thù thắng hơn một người xuất gia mà đi ngược lại với giới định tuệ thì sẽ đi vào địa ngục nhanh, rất là nhanh. Vì cái hình tướng xuất gia hay tại gia nó là cái hình tướng bên ngoài, nó không quan trọng gì cả. Dù là người xuất gia mà thực hành sai pháp vẫn đọa địa ngục ngã quỷ súc sinh, một cái người tại gia mang hình tướng tại gia thực hành đúng pháp vẫn đi đến niết bàn giải thoát khổ đau sinh tử. Vậy cho nên là cái sự thực hành pháp không quan trọng là người tại gia hay xuất gia, mà quan trọng là sự tu tập, cái tâm mình đoạn trừ được phiền não đến đâu, cái đấy quan trọng hơn. Chứ còn là xuất gia thì chỉ là cái hình tướng bên ngoài, đâu có phải là cứ xuất gia đã là cao quý đâu. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử ạ. Khi con nhận biết hơi thở, môi trên con nó giật giật và cảm giác căng căng, khó thấy được hơi thở thì làm sao để khắc phục ạ? Đấy cũng là do cái tâm lý thiếu tự nhiên ấy. Nếu như mà tâm lý nó căng như vậy thì lúc bắt đầu ngồi thiền phải đại tâm từ hoặc niệm ân Đức Phật khoảng 20-30 phút đầu. Như nhắm mắt vào đại tâm từ, mở rộng tâm ra, mười phương hướng, thấy vô lượng chúng sinh và khởi lên tâm là cầu mong cho mọi người an vui hạnh phúc. 10-20 hoặc 30 phút sau mới quay về với ý nghĩ để cho tâm được nghỉ ngơi ở trên hơi thở này, nhẹ nhàng tự nhiên. Như vậy thì nó sẽ không bị cái trạng thái căng cứng đấy nữa. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Cao Hoàng Khánh Băng trên YouTube. Kính bạch sư, sơ định, cận định và an chỉ định khác nhau như thế nào ạ? Khi ngồi thiền có điểm sáng, nhưng khi nó xuất hiện mà không kèm hỷ lạc thì đó có phải là quang tướng không ạ? Bắt đầu ngồi thiền thì với một cái pháp thiền nào cũng vậy, như thiền hơi thở, bắt đầu mình nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra. Rồi lúc đấy mình thấy được một cái nhất tâm định tĩnh được một chút, thì nó thấy được cái khói mờ mờ ấy, thì bắt đầu lúc đấy nó mới là sơ tướng, bắt đầu có định một chút, sơ tướng một chút. Sau đó thì mình quan sát hơi thở tốt hơn, tâm định tĩnh tốt hơn một chút. Và sẽ thấy được cái tự tướng nó sáng rực lên, và mình có thể trú ở trên cái tự tướng đấy liên tục, nó có thể diệt trừ được cả năm triệt cái. Nhưng mà nó vào được cái trạng thái cận định là nó sát với an chỉ định, sát với tầng thiền ấy. Thì vì lúc đấy nó chưa được liên tục, thỉnh thoảng nó còn bắt sang đối tượng khác một tí, nên là thỉnh thoảng tâm mình nó còn sao nhãng đi một chút, thì lúc đấy là nó vào được cận định. Cận định là cũng vào được cái mức định cũng khá sâu à, nhưng mà nó chưa được tuyệt đối. Còn khi mà nó vào được tầng thiền an chỉ định thì tâm nó trú trên một cái tự tướng đấy liên tục, không gián đoạn, liên tục. Và lúc đấy nó ni dục ni bất thiện pháp chứng mà an trú thiền thứ nhất. Và lúc đấy những cái tâm dục giới nó không khởi lên. Còn ở trong cái trạng thái cận định thì thỉnh thoảng thì cái tâm dục giới, tâm đấy vẫn là tâm dục giới. Cho nên thỉnh thoảng những cái tâm thiện hay bất thiện dục giới nó khởi lên. Còn khi vào được an chỉ định, tâm thiền nó khởi lên, thì lúc đấy nó hoàn toàn là tâm sắc giới, tâm thiền sắc giới. Tâm thiền đấy là nó tương ưng với phạm thiên giới. Nên gọi là thì cái tâm đấy nó ở cái mức định tĩnh thâm sâu cao hơn nhiều. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Mỹ Hoài. Trong quá trình thiền phát ra ánh sáng màu vàng chiếu lại, đó là hiện tượng gì ạ? Và nhất là lúc gần thức thì ánh sáng màu vàng chiếu đến và hiện ra, thấy dòng nước lặng không có sóng, mình như đang thức và đang nhìn rõ dòng nước đó ạ. Do mình tưởng tượng ra, nhưng khi nhắm mắt vào mình ngồi bắt đầu nó sẽ có một chút ánh sáng. Ánh sáng thì nó rất là dễ với người hành thiền có một chút định tĩnh chăm chú một vài hôm là nó sẽ xuất hiện cái ánh sáng đấy. Và khi nó có ánh sáng rồi mình không tiếp tục quan sát hơi thở mà đi theo ánh sáng đấy, rồi mình nghĩ thì nó là cái gì thì nó sẽ biến thành cái đấy.
Mình nghĩ nó là dòng nước thì mình sẽ thấy nó giống như một dòng nước. Mình nghĩ nó là mặt trăng thì mình sẽ thấy nó giống như mặt trăng. Mình nghĩ nó là những vì sao mình sẽ thấy nó như vậy. Mình cứ tưởng tượng ra một cái cảnh gì nó sẽ xuất hiện thành cái cảnh đấy. Nếu mình cứ đi theo cái tưởng đấy thì mình sẽ bị ảo tưởng, sẽ bị loạn tưởng. Còn nếu mình mà muốn thực hành cho đúng để không bị ảo tưởng thì không được đi theo những cái cảnh đó, không được đi theo những cái hình dáng đấy, mà cứ phải tiếp tục quan sát hơi thở một cách đúng phương pháp thì mới tiến bộ được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hương trên Zoom. Con giải tâm từ đến bố mẹ, xin bố mẹ hướng về Phật Pháp. Như vậy, bố mẹ con có đủ duyên tu tập không ạ? Đây, tâm từ, nếu mà người mới thực hành thiền thì không nên hướng đến bố mẹ, vì cái đấy là mình sinh ra cái tham ái. Và chưa chắc đã phải là tâm từ mà nó lại là một cái sự ái luyến. Nên mình nên giải tâm từ đến một cái người không phải là cha mẹ, người thầy cô mà mình kính trọng thì tốt hơn. Mà mình cũng không phải là mình giải tâm từ mình mong cho người ta làm sao mà người ta sẽ làm vậy đâu. Giải tâm từ là cái cách tác ý để mình khởi nên cái từ tâm, chứ không phải là mình đang cầu xin cho người ta được như vậy. Nên là nhiều người rất là hiểu, rất là sai về cái cách tác ý để khởi nên từ tâm ấy. Nên là tác ý là cầu mong cho người này thoát hiểm nguy. Đấy là cái cách tác ý để cho cái tâm từ mình nó khởi nên, cho những cái tâm bất thiện, tâm sân nó khỏi khởi nên ở nơi nội tâm mình. Chứ không phải là thay đổi được cái nghiệp hay thay đổi được cái tâm lý ý thức của cái đối tượng mà mình đang tác ý kia. Nên cái người ấy chỉ là đối tượng để cho mình khởi nên từ tâm thôi. Cái tâm từ mình khởi nên thì mình không khởi nên tâm sân hận với họ thôi. Còn cái nghiệp của họ, cái tâm lý của họ, họ nó vẫn là của họ ấy. Mình không tác động vào họ một chút nào cả. Chỉ có cái là mình giải tâm từ đến họ thì giữa họ với mình sẽ không có khởi nên những cái sân hận với nhau, không khởi nên ác ý với nhau thôi, chứ không phải là cầu mong cho họ được giác ngộ rồi là dần dần họ đi đến giác ngộ được. Không phải là cầu mong cho họ trở thành người tốt mà họ thành người tốt được. Nên là không nên hiểu theo cái nghĩa như vậy. Hiểu theo nghĩa như vậy thì hành thiền tâm từ không thành tựu được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Huệ. Con có thể ngồi trên giường ngủ mắc màn để thực hành thiền liệm hơi thở được không ạ? Hay con nên ngồi ở đâu để thực hành thiền trong nhà là tốt nhất ạ? Ngồi bất cứ đâu cũng được, ngồi trên giường ngủ cũng được, ngồi trên nền đất cũng được, ngồi trên bàn ghế cũng được, ra vườn, ra gốc cây cũng được, ra cánh đồng, ra đồi núi cũng được. Ngồi thiền là cái việc cá nhân của bản thân mình, của nội tâm mình. Cho nên là mình có thể ngồi ở bất cứ chỗ nào, nơi trang nghiêm trước ban thờ Phật cũng được, mà mình có thể ngồi một cái nơi rất là riêng tư của bản thân mình cũng được. Ngồi ở trong phòng ngủ của mình, trên giường vẫn được hết. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Mây. Con đã thực hành thiền được một thời gian, đã nếm được hỷ lạc của thiền tập và có niềm tin ạ, hoàn toàn vào Phật Pháp. Con là nữ, con đang rất mong muốn xuất gia để toàn tâm cho việc tu tập, thì con nên bắt đầu từ đâu và như thế nào ạ? Con cũng đã thực tập qua một số pháp môn khác nhau và cảm thấy phù hợp với Phật giáo Nguyên Thủy. Nhưng hiện tại ở miền Bắc, con chưa biết chùa ly nào về giáo phái này ạ, để có thể xin tập sự xuất gia ạ. Xin tập muốn xuất gia thì cứ đến các chùa Nguyên Thủy để nói là con xin xuất gia. Thì nếu chùa nào nhận thì người ta sẽ nói là ở đây có nhận người nữ xuất gia. Và cái vị thầy ở đấy sẽ đưa cho mình những pháp cần phải học, và sẽ hướng dẫn cho mình những pháp cần phải hành, và sẽ hướng dẫn cho mình một cái cần phải làm, những cái việc gì cần thiết cần phải làm. Thì bây giờ muốn đi xuất gia thì mình cần phải buông xả cái đời sống thế gian. Mà thôi, được phép sự đồng ý của cha mẹ thì mới xuất gia được. Hoặc là
khi xuất gia rồi. Và nếu như bây giờ cái mình muốn tập sự thì mình có thể đến bất cứ chùa nào cũng được, đến chỗ đấy để tập sự một thời gian xem mình có phù hợp hay không, phù hợp những cái ngôi chùa nào mà có pháp học, có pháp hành, đến đấy xin mình học pháp, xin để được hành thiền và xin tập sự xuất gia. Thì cứ đến các ngôi chùa đi rồi sẽ biết. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê Anh Tuấn trên Zoom ạ. Con hành thiền quan sát hơi thở tại mũi, nhưng con không thấy điểm xúc chạm xưa hơi thở và mũi và vùng da xung quanh mũi lên định phát triển kém. Con phải làm sao thưa sư? Không nên không nên đưa ra những phán xét, không nên đưa ra những cái nhận định về cái sự thực hành của mình là có tiến bộ hay không tiến bộ, thực hành của mình là có tốt hay không tốt, mà mình chỉ có nỗ lực tinh tấn thực hành hay không mà thôi. Thì giờ cứ phải thực hành, đó là cứ nhận biết hơi thở vào ra một cách nhẹ nhàng tự nhiên và thực hành một cách đều đặn thường xuyên liên tục không gián đoạn. Và cứ thực hành thì đôi khi hành sai nó cũng lại rút ra nhiều cái kinh nghiệm cho cái hành đúng về sau này. Và khi thực hành đừng có sợ sai, sai cũng chẳng sao cả. Có sai, có vấp ngã thì nó mới là nền tảng cho cái sự đúng với thành công về sau. Nên là cứ nỗ lực tinh tấn mà thực hành. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Giới Thuận. Một vị sa di phạm giới trục xuất, nếu như vị đó không tách bạch lỗi của mình trước đây với vị thầy tế độ và xin giới lại mà vẫn còn đắp y đi khất thực, thì như vậy có phạm tội tăng tướng không ạ? Nếu như mà vị ấy phạm cái tội bị trục xuất, thì nó còn có những tội nhẹ, có tội nặng, có những cái tội mà vị đó phạm rồi nhưng mà cái tâm của vị đó vẫn còn tha thiết muốn tu tập, thì cái vị đấy cũng phải sám hối, vị đấy phải phát nộ để sám hối và xin giới lại cho trong sạch. Thì sẽ tốt hơn, thì nó đỡ bị phạm vào cái ăn trộm tăng tướng. Còn nếu như mà bị đó mà phạm vào những cái giới rất là nặng rồi, có những cái giới không sám hối được, có giới thì có thể sám hối được. Có, nhưng mà với là một vị sa di thì nên thường xuyên sám hối, thường xuyên xin giới mỗi khi mình phạm giới để không vào, để không rơi vào cái gọi là ăn trộm tăng tướng, mạo phạm tăng tượng. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hương trên Zoom. Con muốn thực hành giải tâm từ đúng chánh pháp thì con phải thực hành như thế nào ạ? Tâm từ một cách có tuần tự hệ thống thì mình phải chọn cái đối tượng giải tâm từ đó là người cùng phái, không được giải tâm từ đến người khác phái. Thì tuần tự đầu tiên mình giải tâm từ đến một cái người mà mình kính trọng, là một cái người mình còn sống, và giải tâm từ khởi nên một cái tâm mong muốn những điều tốt đẹp đến cái người ấy, như là cầu mong cho người hiền thiện này thoát khỏi những hiểm nguy, và cứ niệm niệm liên tục như vậy thì càng lâu càng tốt, cho đến khi cái từ tâm nó khởi nên và mình có thể thực hành cho đến khi nó đắc thiền tâm từ, được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền ấy, thì sẽ là đúng tuần tự đúng pháp từ thấp đến cao, rồi sau đó rồi thực hành đến người kính trọng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rồi thực hành đại tâm từ đến người thường, rồi đến những người ghét, rồi phá bỏ ranh giới giữa người kính, người thường, người ghét ấy, rồi sau đó mở rộng tâm từ đấy ra khắp 10 phương hướng, phía trên đến mãi đến vô cùng, phía dưới đến tận a tỳ ngục, trong toàn khắp thiên hà vũ trụ ấy. Thì tất cả chúng sinh như vậy không giới hạn, và mình đều đại tâm từ đến mọi người từ thấp đến cao. Đấy là tâm từ gọi là vô lượng tâm, là có thể mở rộng tâm từ không có giới hạn. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Đinh Lam. Nếu con làm nghề sáng tác và sản xuất âm nhạc, sáng tạo ra giai điệu, thì con có bị phạm bắt quan trai giới không ạ? Có phạm bắt quan trai giới nếu mà mình giữ giới ở thân, ở khẩu, ở ý, khi mình
cái tâm của mình, cái người mà mình ngồi mình suy tư, mình sáng tác những cái bài nhạc ấy, cái tâm nó rất là bấn loạn. Nếu như cái ngày hôm đấy mà mình đã xác định là thọ bát quan trai giới thì hôm đấy không làm những cái phận sự, những công việc ấy nữa. Còn nếu như cái ngày nào mình đã ngồi sáng tác thì hôm đấy không nên thọ bát quan trai giới. Đã thọ bát quan trai giới thì mình cần phải thọ giới nhưng mà phải tu tâm. Hôm đấy mình có thể tu các cái giới định tuệ, tức là ngày hôm đấy phải tu giới định tuệ. Nhưng ngày hôm đấy mà còn ngồi sáng tác nhạc thì đấy là có thể là đang 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 làm một cái việc thế tục thế gian. Nếu như đó là công việc của mình thì nó không đúng với cái hạnh của người thọ bát quan trai giới hôm đó, hoặc là đó là mình đang làm cho tâm của mình nó bị tán loạn, không hướng tâm vào pháp mà mình đang hướng tâm ra thế tục, đang hướng tâm vào cái pháp thế gian. Chứ cái ngày hôm đấy mà mình hướng tâm vào cái pháp giải thoát thì không không ngồi đấy mà suy tư sáng tác những cái nhạc đời như thế. Con xin đọc câu hỏi của hành giả trên Zoom ạ. Vào ngày thọ giới bát quan trai, sau khi con thọ giới xong, con xin giữ giới và vẫn ở nhà buôn bán bình thường được không ạ? Thì cái sự giữ giới hôm đấy nó ô nhiễm, nó không thanh tịnh tuyệt đối được. Thì giữ giới mà để cho nó có được cái sự thanh tịnh tuyệt đối về giới thì hôm đấy là giữ giới, mà nó giữ giới để làm nền tảng để phát triển cho cái tâm nó được thanh tịnh, tâm thanh tịnh để làm phát triển trí tuệ giác ngộ giải thoát. Chứ giữ giới chỉ để mà giữ giới mà thôi thì cái sự giữ giới đấy nó hạn chế, giữ giới đấy nó rất là tù đọng. Nó như là một cái người xây một cái ngôi nhà nhưng mà chỉ xây mỗi cái móng mà thôi, thì cứ mỗi cái móng đấy nó đâu giải quyết được cái gì đâu. Mà phải xây nhà nó phải có tường, nó phải có nóc thì mới ở được. Như vậy mình muốn xây dựng cái con đường giải thoát thì phải có cả giới định tuệ, chứ mình chỉ có giới thôi thì chưa đủ, mà hôm đấy cần phải ngồi tu tâm thì cái đấy nó mới đầy đủ được cái hạnh bát quan trai giới, là nó phải đầy đủ cả giới định tuệ như vậy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả cư sĩ áo trắng. Có những vị chứng đắc A-la-hán bằng cách thuần quán. Vậy vị đó có định ở một mức tối thiểu nào đó không ạ? Nếu giả sử không có định thì sao vị ấy lại quán được ạ? Vị ấy có định nhờ ở cái mức có những người người ta thực hành thuần quán thì vị ấy phải chánh niệm tỉnh giác trên một cái pháp quán đấy, thì vị ấy cũng phải diệt trừ được năm triền cái, vị ấy có được cái sát na định hay là cận định, rồi vị ấy thấy ra được cái tính sinh diệt trên thân năm uẩn, rồi vị ấy thấy ra được tính vô thường khổ vô ngã ở trên ấy, giác ngộ ra được cái chân lý, rồi vị ấy chứng được đạo quả. Khi mà chứng được cái đạo quả A-la-hán, vị ấy có tam minh, túc mạng minh, thiên nhãn minh và nậu tận minh. Vị ấy có được cái thiền siêu thế, vị ấy có thể chứng trong trú ở trong cái thiền siêu thế, thiền quả của mình. Và nếu như vị ấy là thuần quán thì cái thiền quả của vị ấy nó sẽ là sơ thiền của cái pháp thiền siêu thế ấy. Thì khi mà chứng được đạo quả, vị ấy có thể chứng trú ở trong thiền quả, và cái thiền quả đấy là thiền siêu thế, và cái thiền siêu thế đấy nó tương đương như một cái tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền hoặc tam thiền hoặc tứ thiền. Thì cái trước khi chứng thì vị ấy có một cái định, đó là sát na định hoặc cận định. Còn khi đã chứng rồi thì vị ấy lại có được cái định của cái thiền quả ấy nữa. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Dương Thị Minh Trang trên Zoom ạ. Trước đây con quy y bên Bắc Tông, nhưng 2 năm gần đây con đủ duyên được nghe giáo pháp của sư và sư Giác Nguyên. Con đã hiểu về cốt lõi, về lời dạy gốc của Đức Phật và con đã tìm hiểu về Phật giáo Nguyên Thủy, Lam Tông, học và hành trì theo lời dạy của Ngài. Giờ con muốn quy y bên Phật giáo Lam Tông như vậy, có được không ạ?
Y thì rất là dễ, thì mình cứ hướng tâm về Đức Phật, con xin quy Phật. Quy Phật giáo Nguyên Thủy thì phải học thêm một số những cái câu tiếng Bali, bạn đọc được ba cái câu thọ tam quy ấy. Một đầm sa ra nâng cái cha mí, mình phải học những cái câu ba cái những cái câu đấy nữa để mình đọc đúng cái âm Bali thì nó sẽ tốt hơn. Và về quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thì mình có thể thọ trì với bất cứ một vị sư nào cũng được. Và quan trọng là mình quy, mình hiểu ý nghĩa của cái Pháp quy đấy, Phật là bậc như thế nào, mình hiểu được cái ân Đức Phật, hướng về chín ân Đức Phật đấy mà quy y, hướng về các ân đức của giáo Pháp mà quy y, hướng về các ân đức của Tăng để mà quy y. Rồi sau đó thì mình hay thực hành giới định tuệ. Sau khi quy xong phải học Pháp và thực hành Pháp nữa. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Pháp Thông. Một tu sĩ Phật giáo Năm Tông Nguyên Thủy có thể tập thể dục được không ạ? Tập thể dục, tập thể dục thì nó còn tùy. Nếu mà đã là một vị tu sĩ thì cái oai nghi của cái vị đấy rất là thận trọng, khi đi đứng nằm ngồi luôn luôn phải trong trang nghiêm tề chỉnh, không được vung tay, không được vung chân, không được tập những cái bài thể dục mà mang nó mất cái oai nghi tăng tướng của một vị đấy, của cái vị tu sĩ đấy. Vị tu sĩ đấy thể dục cách tốt nhất chính là đi bộ. Đi bộ là cái thể dục tốt nhất. Chứ không nên tập những cái bài đấm đá, những cái bài mà nó mang cái tính mà nó mạnh mẽ quá, nhảy nhót, nó làm cho mất cái hình tướng, cái oai nghi của cái, hay là múa võ, múa giết thì cũng không tốt. Còn nếu như mà vị đó có bệnh, vị đó cần phải tập thể dục để chữa bệnh ý, thì vị ấy cũng nên tập ở một cái nơi kín đáo để cho người khác, người ta, vì người ta không biết rằng cái người này đang tập để chữa bệnh, người ta sẽ nghĩ rằng vị này đang múa may quay cuồng, thích học võ, thích năng xăng phóng dật, thì cái điều đó nó không tốt. Cho nên là cái oai nghi của người xuất gia thì không 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 được thoải mái tập tất cả các bài thể dục. Cái bài thể dục tốt nhất đó là ngồi kiết già nương thẳng, nhắm mắt nào và biết hơi thở vào hơi thở ra, rồi nó sẽ đạt được cái sự hỷ lạc khinh an định tĩnh, thì nó sẽ làm cho sức khỏe tốt nhất. Rồi khi xả thiền ra thì đi bộ, đi thiền hành, đi khất thực là nó cũng đủ khỏe rồi, đầu trần chân đất, đi dầm mưa dãi nắng là nó sẽ khỏe, chứ không cần phải tập thể dục nhiều. Dạ, con thưa sư, các câu hỏi còn lại con xin để lại buổi sau ạ. Mọi người hồi hướng. Idam me bunyam asang vakhandam vaham hotu idam me bunyam nidbanasa pachyazo hotu mama punya bhagam sabba sabdhanam pachemi te sabbe medamang punya bhagam napandu sadu sadu sadu, sadu.